bộ ngành trung ương và các sở ngành của Hà Nội. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể hội nghị, thì hôm nay được sự phân công thì tôi xin được thay mặt cho Sở Đầu Tư xin được thông qua cái đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội giai đoạn 2019-2025. Và trước tiên xin được thông qua về cái tổng quan về doanh nghiệp của Hà Nội, thì báo cáo quý vị đại biểu tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2019 thì tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn Hà Nội có khoảng 275.000 doanh nghiệp, thì trong đó là chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tới 97%. Thì số lượng doanh nghiệp tăng trung bình hàng năm qua khoảng 5 năm gần đây đều tăng từ 9 đến 13%, và cứ bình quân là 3 năm người dân thủ đô thì có một doanh nghiệp, và cao gấp 3,8 lần mức bình quân chung cả nước. Thì cả nước là bình quân chung là khoảng 135 người dân trên doanh nghiệp. Ở riêng 10 tháng 2019 thì thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp cho 22.000 doanh nghiệp thành lập mới, và với số vốn đăng ký là 266.295 tỷ đồng, và tăng 9% về số lượng và tăng 28% về vốn so với cùng kỳ năm 2018. Thì về một số cái hoạt động trước khi mà ban hành đề án, thì trước khi ban hành đề án thì Hà Nội đã hình thành một số cái cơ quan, một số cái tổ chức điển hình về hỗ trợ khởi nghiệp thành phố, như là Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ Vừa thuộc Sở Đầu Tư, là cơ quan đầu mối và được thành phố giao để nghiên cứu, để xây dựng và triển khai các chính sách liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố. Thứ hai là bên BK Holding thuộc Đại học Bách Khoa, trung tâm chuyển giao kiến thức và khởi nghiệp của Đại học Quốc gia, và vườn ươm công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo thuộc Sở Thông tin và Thông, và trung tâm ươm tạo công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Ban Quản lý Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Thì ngày 10 tháng 10 năm 2017 thì sau khi mà triển khai cái đề án 844 thì thành phố Hà Nội đã chính thức là khai trương và đưa vào vận hành cái cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố là Startup City. Và Hà Nội đã hình thành một số không gian là được chung tư nhân như là Up, Coworking Pay, iHouse, The Vương, Tom, v.v. và hình thành một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh như là quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo như là SVF, Topica, VSV và FPT Fund cũng như là Vingroup Fund. Thế thì về cái đề án, nội dung của đề án 4889 được ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2019, thì báo cáo quý vị rằng là có thể nói sau hơn một năm nghiên cứu triển khai sự đề án, thì Sở Đầu Tư là cơ quan đầu mối được thành phố là giao chủ trì trong việc mà xây dựng đề án, thì Sở đã phối hợp với rất nhiều cơ quan từ phía Bộ Kế hoạch Đầu Tư, Bộ Khoa học Công nghệ, và đặc biệt là cùng các cái sở ban ngành, trong đó là có bên BK Holding thuộc Đại học Khoa đồng hành cùng với Sở Đầu Tư suốt trong quá trình triển khai xây dựng cái đề án này. Và trong quá trình xây đề án thì báo cáo quý vị rằng là thành phố đã cử đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm ở nhiều nước phát triển trên thế giới, từ Israel, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Thì tuy nhiên thì các nước phát triển thì họ rất mạnh về cái phần sáng tạo, và chúng ta đều được nghe, được nhìn và học tập. Và tuy nhiên thì cái việc học tập đó chúng ta làm thế nào vận dụng một cách nó sáng tạo, một cách nó phù hợp vào cái thực tiễn địa bàn của thủ đô mình. Thì trong quá trình đó thì trong cái ban biên tập thì đã nghiên cứu và trình thành phố đã chính thức được thông qua cái đề án này. Thì ngày 8 tháng 7 năm 2019 thì hội đồng nhân thành phố đã chính thức thông qua cái việc là phê duyệt cái chủ trương ban hành đề án và thông qua các chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025. Thì trong cái đề án này của chúng tôi thì được tích hợp bởi mấy văn bản chỉ đạo của Trung ương. Thì thứ nhất là văn bản 844, gọi là cái đề án 844 của Bộ Công nghệ. Thì thứ hai là triển khai thi hành cái luật hỗ trợ nghiệp nhỏ vừa và nghị định 39 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Thì cái này là cái mà chúng tôi tích hợp cả hai cái nội dung văn bản để triển khai, để ban hành ra những chính sách, một cái đề án của thành phố Hà Nội. Thế thì về mục tiêu của đề án là truyền thông thay đổi nhận thức và phát huy tinh thần về khởi nghiệp sáng tạo, kết nối thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp để hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, và hỗ trợ hình thành thêm từ 2 đến 3 vườn ươm
không gian khởi nghiệp sáng tạo thuộc thành phố và thu hút từ 3 đến 5 quỹ đầu tư nước ngoài đặt văn phòng tại Hà Nội và khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và hình thành một cái trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố, đóng vai trò là nơi để kết nối tất cả các nguồn lực trong nước cũng như là quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo của thủ đô. Thế thì mục tiêu của đề án là giai đoạn 2019-2025 thì hỗ trợ được 500 cái dự án khởi nghiệp sáng tạo và trong đó là có 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mà thương mại hóa được sản phẩm. Nên 150 doanh nghiệp này thương mại hóa sản phẩm và có thể nói rằng là khởi nghiệp thành công. Và trong đó thì có 20% là gọi được vốn thành công và số vốn kêu gọi được là khoảng 500 tỷ đồng. Đấy là về cái mục tiêu của đề án. Thế về đối tượng tham gia đề án ở đây thì cái thứ nhất là các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Các doanh nghiệp nhỏ vừa đổi mới sáng tạo có thời gian hoạt động là không quá 5 năm và chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần và các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, cơ sở vật chất kỹ thuật, truyền thông đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố. Thế về cái điều kiện tham gia đề án thì ở đây thì thứ nhất là các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo và cơ sở thúc đẩy kinh doanh thì đáp ứng các tiêu chí sau. Thứ nhất là người đứng đầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Thứ hai là tổ chức có ít nhất 1 năm hoạt động cung cấp dịch vụ cho 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 1 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam. Thì cái này là cái điều kiện đối với các tổ chức hỗ trợ để thúc đẩy cái phát triển khởi nghiệp sáng tạo. Và trong đó có các quý vị là năm 2019 này, hồi đầu năm là Bộ Khoa học Công nghệ là có ban hành dự thảo một cái văn bản, đó là văn bản để công nhận về những cái tiêu chuẩn công nhận cái vườn ươm doanh nghiệp và công nhận những cái không gian làm việc chung cho hỗ trợ khởi nghiệp. Thì tuy nhiên thì hiện nay có các quý vị là cái quyết định này chưa ban hành. Hiện nay chúng tôi cũng rất là mong cái quyết định này được ban hành để sau này khi mà các cái cơ sở ươm tạo các không gian, các cái tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp thì sẽ đăng ký tiêu chuẩn và được cấp một cái chứng nhận là anh là cơ sở đủ điều kiện để hoạt động và cung cấp cái dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo. Thì khi đó thì sẽ đầy đủ căn cứ để mà hỗ trợ cho việc mà triển khai các chính sách của thành phố cũng như là của chính phủ. Cái thứ hai là hỗ trợ các nhóm cá nhân các nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng một trong những điều kiện sau. Thứ nhất là được lựa chọn đầu tư bởi các cơ quan tổ chức bao gồm là khu làm việc chung, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh. Thứ hai là nhận được giải thưởng cấp quốc gia về quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm dự án về đổi mới sáng tạo. Cái thứ ba là được cấp giấy chứng nhận văn bằng bảo hộ sáng kiến sáng chế. Thứ tư là được cấp giấy chứng nhận là đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ, giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Và thứ năm là được lựa chọn trực tiếp bởi hội đồng do cơ quan chủ trì đề án thành lập. Thì cơ quan chủ trì này báo cáo quý vị là thành phố là do cơ sở tư là cơ quan chủ trì trong việc mà triển khai thực hiện và sở tư sẽ triển khai thành lập một hội đồng tư vấn thì bao gồm chủ yếu là một số là cán bộ ở cơ quan chủ trì, ví dụ như sở kế hoạch tư, sở công nghệ và đặc biệt là tối thiểu 50% là chuyên gia độc lập ở trong cái lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Cái này sau những buổi này thì trung tâm sẽ tham mưu cho sở tư để tham mưu thành phố để ban hành một cái là hội đồng của sở tài tư, hội đồng của thành phố để xét tuyển những cái ý tưởng, những cái dự án, những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mà không qua một trong bốn cái điều trên thì sẽ do hội đồng xét tuyển. Thì đấy cũng là một cái kênh để lựa chọn được ra các cái tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thế về nhiệm vụ của đề án thì để triển khai đề án thì thành phố Hà Nội sẽ thành lập ra một cái hội đồng điều phối đề án, một cái ban điều phối. Cái ban điều phối này thì bao gồm lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban, lãnh đạo các sở các đầu tư làm phó ban thường trực, lãnh đạo sở khoa học nghệ làm phó ban và thành viên thì gồm các sở ban ngành liên quan của thành phố và đại diện một số trường đại học, một số tổng công ty tập đoàn cũng như là chuyên gia về khởi nghiệp sáng tạo. Thì cái này hiện nay là sở tư đang bắt đầu tham mưu thành phố để trình thành phố để ban hành ra quyết định thành lập một cái ban điều phối của thành phố và đóng vai trò sau này sẽ chỉ đạo
và định hướng cho cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Về cái nhiệm vụ của đề án thì đề án thì gồm có 8 nhiệm vụ, gồm 7 nhiệm vụ. Thứ nhất là tăng cường đẩy mạnh truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp. Cái thứ hai là phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, như là đào tạo cho các startup, đào tạo cho các huấn luyện viên, các mentor, các coach. Thứ ba là phát triển hạ tầng kỹ thuật mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Và thứ tư là hoạt động liên kết kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Thứ năm là hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất thử nghiệm. Và thứ sáu là hỗ trợ tài chính và thúc đẩy hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Thứ bảy là hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo của Hà Nội. Thì chi tiết từng phần này chúng tôi sẽ đi ở phần sau. Thứ nhất về hoạt động truyền thông. Hoạt động truyền thông báo cáo quý vị là ở đây là có hai cái nội dung về hoạt động truyền thông. Thứ nhất là hỗ trợ 50% kinh phí để thực hiện các hoạt động truyền thông về xây dựng văn hóa khởi nghiệp, quảng bá và giới thiệu về các sự kiện, sản phẩm, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thì cơ quan chủ trì để tiếp nhận và thực hiện nội dung này là Sở Tư. Thì cũng đề nghị rằng là tất cả cơ quan truyền thông có liên quan đến việc truyền thông về cái khởi nghiệp sáng tạo thì chúng ta có nhu cầu có thể liên hệ với Sở Tư và trực tiếp là bên phía trung tâm hỗ trợ để chúng ta liên hệ để phối hợp trong việc mà triển khai cái hỗ trợ về truyền thông cho khởi nghiệp sáng tạo. Cái thứ hai là hoàn thiện, nâng cấp và duy trì cái cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Startup City. Thì cơ quan chủ trì thì là cơ quan Sở Thông tin Truyền thông sẽ duy trì, cập nhật, nâng cấp và vận hành cái cổng này. Báo cáo quý vị vậy. Cái thứ hai là về đào tạo phát triển nguồn nhân lực thì có hai nội dung chính. Cái thứ nhất là đào tạo về kiến thức chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo cho cá nhân, các nhóm cá nhân, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, và kinh phí hỗ trợ là tối đa là không quá 20 triệu đồng trên một học viên cũng như trên một doanh nghiệp. Và các quý vị như vậy. Thứ hai là hỗ trợ về kinh phí đào tạo huấn luyện viên cố vấn khởi nghiệp sáng tạo, và kinh phí hỗ trợ tối đa là không quá 20 triệu đồng. Thì báo cáo quý vị là ngay cái nội dung này thì từ năm 2019 này thì bên Sở Tư đã xây dựng và triển khai thực hiện. Hiện nay là bên Sở Tư đang triển khai đấu thầu để lựa chọn những đơn vị để thực hiện cái việc mà đào tạo về kiến thức chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo cho các cái tổ chức cá nhân cũng như là cho các cái chuyên gia, các huấn luyện viên trong cái việc khởi nghiệp sáng tạo. Thì có lẽ theo chương trình này thì chắc chỉ trong vòng tháng 11 sẽ chính thức là lựa chọn được đơn vị thực hiện, và qua đó thì sẽ có thông báo rộng rãi đến cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo của thành phố để tham gia. Vì đây là một chương trình đào tạo kiến thức chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo thì có lẽ là rất tốt về kiến thức cho các startup cũng như là cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp, cũng như là cho các cố vấn huấn luyện viên. Thứ ba là về phát triển hạ tầng và mặt bằng sản xuất cho khởi nghiệp sáng tạo. Thứ nhất là hỗ trợ để xây mới và cải tạo sửa chữa các vườn ương, các không gian hỗ trợ khởi nghiệp, và ngân sách hỗ trợ là tối đa là 200 triệu đồng trên một đơn vị. Và trong giai đoạn 2019-2025 thì thành phố sẽ hỗ trợ là mỗi đơn vị tối đa được nhận một lần. Và các quý vị vậy, tất cả đơn vị mà thuộc đối tượng là những không gian khởi nghiệp, những vườn ươm, những cái cơ sở để hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo thì đều có thể được hỗ trợ cho việc là xây dựng mới cũng như là nâng cấp, cải tạo, sửa chữa. Và trong một giai đoạn đó thì được hỗ trợ một lần. Báo cáo quý vị như vậy. Cái thứ hai là hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để tham gia cơ sở sáng tạo. Đây là cái phí tham gia cơ sở sáng tạo thì mỗi doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ là tối đa 50%, và kinh phí một doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa là không quá 5 triệu đồng trên một tháng. Và các quý vị như vậy, và nếu như một vườn ươm hay một không gian nào đó hoạt động tốt có thể ươm tạo một lúc 12 doanh nghiệp thì 12 doanh nghiệp đó đủ điều kiện thì sẽ được hỗ trợ cái phí để tham gia không quá 5% và không quá 5 triệu đồng trên một doanh nghiệp. Thì cái này rất mong rằng là các tổ chức cá nhân khởi nghiệp cũng như là các vườn ươm, các không gian khởi nghiệp chúng ta, nếu như chúng ta đang hoạt động thì chúng ta quan tâm thì liên hệ với bên Sở Tư để chúng ta được thụ hưởng. Đây là những chính sách của thành phố để kích thích cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Thì cái này là đầu mối là Sở Tư. Thì thứ ba là hỗ trợ sử dụng miễn phí những cái trang thiết bị, các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật của thành phố. Thì cái này là cái mục mà dành cho cái hỗ trợ về những cơ sở công của thành phố. Như hiện nay báo cáo quý vị là một là ở Sở Thông tin Thông là có vườn ươm công nghệ thông tin. Cái thứ hai là có một số cái cơ sở kỹ thuật của bên Sở Công nghệ ở trên khu Hòa Lạc và chúng ta cũng sử dụng đến. Thì cái này, cái thứ ba là bên vườn ươm công nghệ thực phẩm của bên Sở Tư. Thì các quý vị liên quan thì có thể liên hệ và được hỗ trợ những thứ về cái nội dung này. Thứ tư về thúc đẩy cái liên kết kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp.
Thứ nhất là hỗ trợ 50% kinh phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để tham gia các khóa huấn luyện tập trung tại nước ngoài, và kinh phí hỗ trợ là tối đa không quá 100 triệu đồng trên một doanh nghiệp hoặc trên một dự án. Và cơ quan chủ trì trong cái dự án này là Sở Đầu Tư sẽ hỗ trợ tiếp nhận và sẽ công khai rộng rãi để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để tham gia các khóa huấn luyện tập trung tại nước ngoài. Và có quý vị này, thứ hai là hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức cuộc thi và lập giải thưởng. Thì cái này là do Sở Khoa Công Nghệ là đầu mối để chủ trì triển khai thực hiện, cái này là sẽ là triển khai hàng năm. Cái thứ ba là tổ chức ngày hội khởi nghiệp thành phố để hỗ trợ các phí tham gia gian hàng tại ngày hội khởi nghiệp thành phố, và kinh phí hỗ trợ gian hàng thì tối đa là không quá 10 triệu đồng trên một gian hàng ở tại những ngày hội khởi nghiệp. Và Sở Khoa Học Nghệ là cái đầu mối để triển khai thực hiện cái nội dung ngày hội khởi nghiệp này. Tiếp theo là hỗ trợ 100% là chi phí gian hàng tại hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại ở trong nước và quốc tế. Thì nội dung này là do Sở Khoa Học Nghệ chủ trì, thì toàn bộ những nội dung liên quan đến hỗ trợ là xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế thì đều được thành phố hỗ trợ miễn phí 100% và cao quý vị vậy. Thứ hai, tiếp theo là hỗ trợ 50% kinh phí để tổ chức cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo, và kinh phí hỗ trợ là không quá 100 triệu đồng trên một tổ chức hoặc cá nhân trên một năm khi tham gia cuộc thi quốc tế ở nước ngoài, và cơ quan chủ trì thực hiện là Sở Khoa Công Nghệ Hà Nội. Tiếp theo là tổ chức sự kiện hội thảo, hội nghị về khởi nghiệp sáng tạo và kết nối mạng lưới thì do Sở Đầu Tư sẽ chủ trì để triển khai thực hiện. Thứ sáu là hỗ trợ về kinh phí thực hiện hợp đồng tư vấn ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Thứ nhất là hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện hợp đồng tư vấn về chuyển giao bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và mức hỗ trợ là tối đa tối đa 70 triệu đồng trên một doanh nghiệp. Thứ hai là hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng và thực hiện chính sách chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ, là kinh phí hỗ trợ là tối đa 100 triệu đồng trên một doanh nghiệp. Thứ ba là hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện hợp đồng tư vấn về thiết kế và đăng ký bảo hộ khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu kiểu dáng công nghiệp sáng chế, là kinh phí hỗ trợ là tối đa là 80 triệu đồng trên một doanh nghiệp. Và hỗ trợ 100 kinh phí để xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý, là hỗ trợ tối đa là 50 triệu đồng. Là hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện hợp đồng tư vấn về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, là hỗ trợ kinh phí tối đa là 15 triệu đồng. Và hỗ trợ kinh phí thực hiện hợp đồng tư vấn tổ chức tự đo lường, là hỗ trợ kinh phí tối đa là 15 triệu đồng trên doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp đều hỗ trợ 100% kinh phí cho việc mà tư vấn để thực hiện các công này. Tiếp theo là hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng chuyển giao công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng trên một doanh nghiệp và không quá một hợp đồng trên một năm, báo cáo quý vị. Và nội dung 6.3 là hỗ trợ kinh phí sản xuất thử nghiệm, thì hỗ trợ kinh phí sản xuất thử nghiệm làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ, và kinh phí hỗ trợ là tối đa 50% theo quy định của Bộ Tài chính. Thứ hai là kinh phí hỗ trợ về thương mại hóa sản phẩm như marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, khai thác thông tin công nghệ, sáng chế, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ, tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ, và kinh phí hỗ trợ là tối đa là 80 triệu đồng trên doanh nghiệp. Thì toàn bộ cái nội dung liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ và sở trí tuệ này là thuộc cơ quan chủ trì là Sở Khoa Học Công Nghệ thành phố Hà Nội, tức là cơ quan chủ trì và hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đối với các cái doanh nghiệp cũng như các đơn vị đang thực hiện cái nhiệm vụ là tư vấn về khoa học nghệ cho các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức cá nhân về khởi nghiệp sáng tạo. Cái này thì quý vị chúng ta sẽ quan tâm để liên hệ với Sở Khoa Học Nghệ để sẽ được hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ và thụ hưởng. Nội dung thứ 7 là hỗ trợ về tài chính và thúc đẩy các đầu tư. Thứ nhất là hỗ trợ tiếp cận sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ thuộc thành phố, thì hiện nay là đang thuộc cái quỹ đầu tư thành phố đang trực tiếp là quản lý cái quỹ này. Thì toàn bộ cái nội dung liên quan đến tiếp cận cái quỹ khoa học công nghệ thì báo cáo quý vị là cái khởi nghiệp sáng tạo thì với những cái nội dung khoa học nghệ thì nó cũng rất sát nhau. Chính vì thế mà trong quá trình nghiên cứu quyết nghị 38 của chính phủ thì cái việc mà thành lập ra một cái quỹ của thành phố để hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo thì nó rất là khó. Thì chính vì thế mà để đề án này được thuận lợi trong việc triển khai thì thành phố đã hỗ trợ để tiếp cận toàn bộ nội dung liên quan đến quỹ khoa học nghệ, và quỹ khoa học nghệ đưa ra điều kiện gì thì chúng ta sẽ đáp ứng điều kiện đó để chúng ta thụ hưởng. Còn vì khi mà liên quan đến quỹ ngân sách thành phố rất khó khăn trong việc mà đã hình thành các quỹ, nhưng mà phải có nhiệm vụ để bảo tồn vốn
nó rất là khó khăn trong việc mà ngân sách để thành lập ra một quỹ đầu tư cho cái sáng tạo của thành phố. Thì nếu như thế chúng ta sẽ bị chậm đề án, rất khó vận hành. Và cơ quan chủ trì quỹ đầu tư thành phố, và cái nội dung thứ hai là khuyến khích và hỗ trợ các cái tổ chức cá nhân để hình thành những quỹ khởi nghiệp sáng tạo. Thì báo cáo quý vị là hiện nay là sở như chủ trì và sở sẽ hỗ trợ toàn bộ về thủ tục, về hướng dẫn quy trình thủ tục thành lập, và sở tư là phòng kinh doanh sẽ là cơ quan để quyết định thành lập cái này, công nhận cái này. Và hiện nay cả nước, báo cáo quý vị rằng cả nước chúng ta hiện nay chỉ duy nhất được một cái quỹ được thành lập, đấy là trong Hồ Chí Minh, và Hà Nội hiện nay chưa quỹ nào thành lập. Thì chính vì nó có cái mới mà Hà Nội gần đây có một cái quỹ đề nghị, nhưng mà hiện nay đang hỏi Bộ Y tư về cái quy trình về thủ tục để chúng ta có thể công nhận cái quỹ này. Thì báo cáo quý vị rằng là các tổ chức cá nhân mà có nhu cầu hình thành những quỹ của tư nhân này là thành phố rất là khuyến khích và rất là tạo kiện hỗ trợ, và sở tư sẽ hỗ trợ toàn bộ về thủ tục quy trình để hình thành những quỹ này. Báo cáo quý vị như vậy. Và nhiệm vụ thứ 8 là hình thành nên một trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội. Thì trung tâm của Hà Nội thì có 5 cái chức năng, nhất là nghiên cứu, thứ hai là quảng bá công nghệ, thứ ba là tư vấn đào tạo, thứ tư là không gian làm việc chung, và thứ năm là kết nối mạng lưới. Thì hiện nay báo cáo quý vị rằng là của Hà Nội chúng ta rất là mừng và rất thuận lợi trong việc mà triển khai các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Thì một là chúng ta có bộ khoa học nghệ, cơ quan chủ trì về cái đề án 84 thì chúng ta ở Hà Nội và triển khai rất nhiều chính sách của Hà Nội. Cái thứ hai là bộ kế hoạch tư, là cơ quan chủ trì trong việc mà triển khai những luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa và nghị định 39 của chính phủ. Thì trong đó thì có phần là hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Thì vừa qua anh Cương có trình bày là có hai phần, và các quý vị, một là Bộ Đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về việc hình thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, đây là trung tâm NIC, và trung tâm này có hai cái trụ sở chính, một là ở cái cơ sở trên khu nghệ cao Hòa Lạc, thì nó rất rộng, khoảng độ 21 ha gì đó. Thì thứ hai là trên Bộ Đầu tư đang đề xuất một cái không gian, một cái điểm thứ hai tại trong nội đô này. Và hiện nay là Ủy ban thành phố đang chỉ đạo các sở ban ngành, trong đó có Bộ Đầu tư để rà soát, để bố trí cho bộ kế hoạch tư có một cái không gian theo cái ý kiến của trên bộ, thì chắc là dành ra khoảng độ đề xuất khoảng độ 5-7 nghìn đó, cái gì đó, để hình thành một cái không gian khởi nghiệp sáng tạo của Bộ Kế hoạch tư mà được Thủ tướng Chính phủ giao và tới trung tâm NIC của ở trên bộ kế hoạch tư. Thì để đấy là toàn bộ cái nội dung đấy, thì báo cáo quý vị rằng chắc chắn rằng trong một thời ngắn thôi thì Hà Nội sẽ là nơi có thể nói là tập trung rất nhiều các nguồn lực thuận lợi từ phía Bộ Khoa học Công nghệ, từ phía Bộ Đầu tư về, từ phía thủ đô thành phố Hà Nội, và từ phía cái nguồn lực dồi dào của cộng đồng thủ đô chúng ta, thì chắc chắn là cái công cuộc mà hỗ trợ về khởi nghiệp sáng tạo và cái sự nghiệp phát triển cái khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội sẽ rất phát triển trong năm tới. Thì chắc chắn là kỳ vọng rằng là trong một vài năm tới đây thì thực sự là sẽ bứt phá được trong cái hỗ trợ về phát triển khởi nghiệp sáng tạo của thủ đô. Xin được còn về cái kinh phí, báo cáo quý vị là tổng kinh phí của đề án là 312 tỷ đồng từ các chương trình hỗ trợ của chính sách thành phố. Còn đây là không kể những cái liên quan đến thành phố bố trí về cơ sở chất, cái này không tính ở trong cái kinh phí này. Và đây chỉ là các chính sách hỗ trợ. Thứ hai là thời gian hỗ trợ thì từ 2019 đến hết 2025, và kinh phí hỗ trợ là nguồn ngân sách của hỗ trợ, và đơn vị thực hiện thì chính là sở Kế hoạch tư, sở Khoa học Nghệ và sở Thông tin và Truyền thông, là ba cái đơn vị thực hiện chính trong cái đề án này, và sở Kế hoạch tư là cơ quan chủ trì để thực hiện cái đề án. Và xin kính thưa quý vị là được sự phân công thì xin được thay mặt cho cơ quan sở Kế hoạch tư được trình bày xong cái phần liên quan đến công bố cái đề án và các chính sách khởi nghiệp của thành phố. Thì báo cáo quý vị là rất mong rằng qua buổi hôm nay thì tất cả các cái tổ chức cá nhân khởi nghiệp, thứ hai là tất cả các cái đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, vườn ươm, các không gian khởi nghiệp, các trường đại học, rất mong rằng là sẽ được đồng hành cùng với sở Kế hoạch tư để trong quá trình triển khai thực hiện. Và chúng tôi rất mong muốn được rằng là sẽ hỗ trợ được cộng đồng để thúc đẩy các khởi nghiệp sáng tạo của thủ đô phát triển. Và xin được rất là cảm ơn.